Mẹ không thể nào chấp nhận được. Con không thể nào tập tành ca múa hát và tham gia văn nghệ ở trường. Con có biết không? Từ hôm qua mẹ tôi đã biết là bố tôi chuyển cho tôi vào La La School rồi. Nhưng mà mẹ tôi phản ứng gay gắt lắm. Tại sao ông làm như vậy? Thà rằng á, để cho nó từ bỏ ngay bây giờ, để sau này hiện thực nó sẽ giết chết một ước mơ của nó, anh biết không? Đừng có nhảy nữa. Còn không đi ăn với kẻ cướp vợ người khác. Như vậy là hỗn đấy. Xin lỗi chú đi. Hayley, tí xíu nữa bà có muốn đi gặp Gina với cả Hayley với tụi tôi không? Đi vui. Ông đi giúp tôi vậy rồi, ở nhà ai phụ mẹ không? Thì tại bà là con gái, nhớ ra đường mà có bị ai bắt nạt ấy, nếu tôi không ở đấy, rồi ai cứu bà? Hãy khóc như những vùng Nga, hãy khóc như những đã lớn, hơi những đứa trẻ hiên ngang. Hãy khóc như đừng gục ngã, hãy khóc như đừng gục ngã, hãy khóc như đừng sẽ đứng lên lại. Những người tuổi trẻ tay cao, hôm nay bạn sẽ muốn nói gì?